từ khác kiếm đây. Ông tới siêu thị mua một đống mì ăn liền, tổng cộng tiêu mất 11 USD, sau đó đi vào nhà vệ sinh của siêu thị đánh răng rửa mặt ăn chút mì. Buổi tối đầu tiên vì muốn để dành tiền nên ông không ngủ trong khách sạn mà ngủ trên xe, không ngờ tới 11 rưỡi đêm nhiệt độ hạ xuống còn âm 8 độ, hết cách chỉ đành bật chế độ sưởi ấm của xe lên. Ngày hôm sau bắt đầu kiếm tiền, không phải làm thuê mà là bán hàng thuê, bởi ông biết cả đời này ông chỉ là nhân viên bán hàng. Bước đầu tiên thì phải tìm chỗ bán đã. Ông lên mạng tìm thì thấy có người muốn mua lốp xe, thế là ông biết mình phải bán lốp xe rồi. Ông tới bãi rác tìm lốp xe, tìm thấy rất nhiều nhưng tất cả đều hỏng rồi. Rồi ông đổi tới nơi khác, tới một khu xưởng bỏ hoang ở thị trấn, bởi vì mọi người hay vứt rác ở đây, nhưng vẫn không có. Một ngày nữa lại kết thúc. Đêm nay Glenstone quyết định ở tại một khách sạn giá rẻ. Ông tìm khách sạn rẻ nhất trong trấn này, còn hỏi ông chủ có việc vặt gì cho ông làm không, nhưng không có. Ông đành phải bỏ ra 51 USD để ở lại. Được rồi, chỉ còn lại 37 đô thôi. Ngày thứ ba thôi không tìm rác nữa, cái gấp trước mắt là tiền mặt. Ông tìm được một công việc part time, đó là bán đồ chơi cho chó. Glenstone rất vui mừng vì sở trường của ông là bán hàng ma. Ông đi tới công viên dành cho chó, ai ngờ rằng chẳng có người nào mua cả. Glenstone thất bại rồi. Sau chuyện đó ông nhận ra bản thân đã tự phản bội nguyên tắc của mình. Ông không tìm người mua trước mà là bán đồ trước. Trên thực tế thị trường không có nhu cầu này. Glenstone chỉ đành đổi việc làm tình nguyện viên phát đồ ăn cho người lang thang. Lương thấp nhưng vì có đồ ăn nên ông đã đi làm, bởi ông đói quá rồi. Sau khi làm xong, Glenstone nói một câu, thì ra cuộc đời ông thuận buồm xuôi gió như thế, mà ông không hề nhận ra rằng những điều này cũng đã cho ông nhiều động lực hơn nữa. Ông muốn qua lần này đem đến hy vọng cho những người luôn cố gắng. Đêm nay không có tiền thì lại ngủ ở xe vậy. Ngày thứ tư ông tìm thêm hai việc mới, một là quần áo, còn lại là dọn dẹp phòng. Vất vả suốt 2 ngày, xịt, sơn, lau sàn, lau gương, rửa nhà vệ sinh, đều là lao động tay chân, kiếm được 140 đô. Hai đêm đều ngủ trong xe rồi. Ngày thứ 6, Glenstone phát hiện ra một việc kinh doanh mới. Trên khắp thị trấn đều có quảng cáo của một vài chương trình. Ông nghĩ nếu mọi người đã quan tâm chương trình này như thế, thì ngày đó nhất định sẽ bán được chút hàng. Thế là ông liền liên lạc với ông chủ trên biển quảng cáo, rồi đem hết số tiền đầu tư vào hàng, ra siêu thị mua một lượng lớn đồ kỷ niệm, bóng bay, cờ, mũ. Sau đó tới nơi tổ chức chương trình đem ra bán. Quả nhiên là có người mua. Bận rộn mãi đến tận đêm, họ quyết định tới quán bar. Lợi dụng tâm lý người đông nên đã dũng cảm tiến vào đám đông bán hàng. Nếu có hai người mua thì sẽ có càng nhiều người hơn nữa. Lợi dụng tâm trạng mọi người đang vui vẻ, lúc vui hay uống say thì sẽ càng muốn tiêu tiền hơn nữa. Quả nhiên đã thành công, Glenstone kiếm được 414 USD. Nhưng Glenstone không vui lắm, bởi vì mục tiêu tuần đầu tiên của ông là 3.300 USD cơ. Thật không ngờ chỉ kiếm được có 1/8. Đồng thời gặp phải phiền phức, bởi vì liên tục ngủ trên xe, rồi ngày nào cũng làm việc mệt nhọc. Cơ thể của Glenstone đã không thể chống đỡ nổi nữa. Ông đã 56 tuổi, sức lực cũng không bằng trước, hết cách lại phải vào bệnh viện. Tiền chữa bệnh bên Mỹ rất đắt, chỉ có kiểm tra một chút thôi. Sau đó nói rằng ông không sao, mà phải tiêu mất 250 đô. Tiền của ông lại chỉ còn 164 USD, vừa mới kiếm được ít tiền lại bay mất rồi. Nhưng Glenstone vẫn rất lạc quan, ông nói bỏ ra 250 đô để biết mình vẫn ổn. Ông cũng biết việc gấp trước mắt là phải tìm chỗ ở. Ông lại tiếp tục đi nhặt ve chai, tìm lốp xe. Cuối cùng đến ngày thứ 7, thứ 8, ông tìm được một bãi lốp bánh xe bỏ hoang, trong đó quả nhiên là có đồ xịn, một chiếc, hai chiếc, ba chiếc bánh xe thích hợp. Cuối cùng tìm được 5 cái, ông liên lạc với người mua, người ta loại ra 2 cái, những cái khác đều lấy. Glenstone ra giá 1.800 USD, nhưng người mua mặc cả súng còn 1.500. Thành giao, thành công đầu tiên xuất hiện rồi, nhặt rác mà nhặt được 1.500 USD. Dựa vào hiểu biết và tìm tòi, tiếp theo là phải tìm phòng ở. Glenstone tính là sẽ bỏ ra 400 USD để thuê, tìm được một căn, nhưng mà giường cũng không có. Mà không sao, thế là ông chỉ còn lại 794 USD. Dù phải ngủ dưới đất nhưng Glenstone vẫn rất vui, ít nhất là vẫn có chỗ để về. Tiếp theo là lúc để tạo nên tiếng vang rồi. Glenstone tìm đến một trung tâm hỗ trợ doanh nhân tại địa phương và tìm được tài nguyên rất tốt ở đây. Hiểu biết tin tức, ông tìm hiểu được tình hình thị trường trên địa phương, sau đó lại tìm đến những người lập nghiệp thành công ở những lĩnh vực khác kiếm đây. Ông tới siêu thị mua một đống mì ăn liền, tổng cộng tiêu mất 11 USD, sau đó đi vào nhà vệ sinh của siêu thị đánh răng rửa mặt ăn chút mì. Buổi tối đầu tiên vì muốn để dành tiền nên ông không ngủ trong khách sạn mà ngủ trên xe, không ngờ tới 11 rưỡi đêm nhiệt độ hạ xuống còn âm 8 độ, hết cách chỉ đành bật chế độ sưởi ấm của xe lên. Ngày hôm sau bắt đầu kiếm tiền, không phải làm thuê mà là bán hàng thuê, bởi ông biết cả đời này ông chỉ là nhân viên bán hàng. Bước đầu tiên thì phải tìm chỗ bán đã. Ông lên mạng tìm thì thấy có người muốn mua lốp xe, thế là ông biết mình phải bán lốp xe rồi. Ông tới bãi rác tìm lốp xe, tìm thấy rất nhiều nhưng tất cả đều hỏng rồi. Rồi ông đổi tới nơi khác, tới một khu xưởng bỏ hoang ở thị trấn, bởi vì mọi người hay vứt rác ở đây, nhưng vẫn không có. Một ngày nữa lại kết thúc. Đêm nay Glenstone quyết định ở tại một khách sạn giá rẻ. Ông tìm khách sạn rẻ nhất trong trấn này, còn hỏi ông chủ có việc vặt gì cho ông làm không, nhưng không có. Ông đành phải bỏ ra 51 USD để ở lại. Được rồi, chỉ còn lại 37 đô thôi. Ngày thứ ba thôi không tìm rác nữa, cái gấp trước mắt là tiền mặt. Ông tìm được một công việc part time, đó là bán đồ chơi cho chó. Glenstone rất vui mừng vì sở trường của ông là bán hàng ma. Ông đi tới công viên dành cho chó, ai ngờ rằng chẳng có người nào mua cả. Glenstone thất bại rồi. Sau chuyện đó ông nhận ra bản thân đã tự phản bội nguyên tắc của mình. Ông không tìm người mua trước mà là bán đồ trước. Trên thực tế thị trường không có nhu cầu này. Glenstone chỉ đành đổi việc làm tình nguyện viên phát đồ ăn cho người lang thang. Lương thấp nhưng vì có đồ ăn nên ông đã đi làm, bởi ông đói quá rồi. Sau khi làm xong, Glenstone nói một câu, thì ra cuộc đời ông thuận buồm xuôi gió như thế, mà ông không hề nhận ra rằng những điều này cũng đã cho ông nhiều động lực hơn nữa. Ông muốn qua lần này đem đến hy vọng cho những người luôn cố gắng. Đêm nay không có tiền thì lại ngủ ở xe vậy. Ngày thứ tư ông tìm thêm hai việc mới, một là quần áo, còn lại là dọn dẹp phòng. Vất vả suốt 2 ngày, xịt, sơn, lau sàn, lau gương, rửa nhà vệ sinh, đều là lao động tay chân, kiếm được 140 đô. Hai đêm đều ngủ trong xe rồi. Ngày thứ 6, Glenstone phát hiện ra một việc kinh doanh mới. Trên khắp thị trấn đều có quảng cáo của một vài chương trình. Ông nghĩ nếu mọi người đã quan tâm chương trình này như thế, thì ngày đó nhất định sẽ bán được chút hàng. Thế là ông liền liên lạc với ông chủ trên biển quảng cáo, rồi đem hết số tiền đầu tư vào hàng, ra siêu thị mua một lượng lớn đồ kỷ niệm, bóng bay, cờ, mũ. Sau đó tới nơi tổ chức chương trình đem ra bán. Quả nhiên là có người mua. Bận rộn mãi đến tận đêm, họ quyết định tới quán bar. Lợi dụng tâm lý người đông nên đã dũng cảm tiến vào đám đông bán hàng. Nếu có hai người mua thì sẽ có càng nhiều người hơn nữa. Lợi dụng tâm trạng mọi người đang vui vẻ, lúc vui hay uống say thì sẽ càng muốn tiêu tiền hơn nữa. Quả nhiên đã thành công, Glenstone kiếm được 414 USD. Nhưng Glenstone không vui lắm, bởi vì mục tiêu tuần đầu tiên của ông là 3.300 USD cơ. Thật không ngờ chỉ kiếm được có 1/8.
đồng thời gặp phải phiền phức. Bởi vì liên tục ngủ trên xe, rồi ngày nào cũng làm việc mệt nhọc, cơ thể của Langston đã không thể chống đỡ nổi nữa. Ông đã 56 tuổi, sức lực cũng không bằng trước, hết cách lại phải vào bệnh viện. Tiền chữa bệnh bên Mỹ rất đắt, chỉ có kiểm tra một chút thôi. Sau đó nói rằng ông không sao, mà phải tiêu mất 250 đô. Tiền của ông lại chỉ còn 164 USD, vừa mới kiếm được ít tiền lại bay mất rồi. Nhưng Langston vẫn rất lạc quan, ông nói bỏ ra 250 đô để biết mình vẫn ổn. Ông cũng biết việc gấp trước mắt là phải tìm chỗ ở. Ông lại tiếp tục đi nhặt ve chai, tìm lốp xe. Cuối cùng đến ngày thứ 7, thứ 8, ông tìm được một bãi lốp bánh xe bỏ hoang, trong đó quả nhiên là có đồ xịn, một chiếc, hai chiếc, ba chiếc bánh xe thích hợp. Cuối cùng tìm được 5 cái, ông liên lạc với người mua, người ta loại ra 2 cái, những cái khác đều lấy. Langston ra giá 1.800 USD, nhưng người mua mặc cả súng còn 1.500, thành giao, thành công đầu tiên xuất hiện rồi, nhặt xác mà nhặt được 1.500 USD. Dựa vào hiểu biết và tìm tòi, tiếp theo là phải tìm phòng ở. Langston tính là sẽ bỏ ra 400 USD để thuê tìm được một căn, nhưng mà giường cũng không có. Mà không sao, thế là ông chỉ còn lại 794 USD. Dù phải ngủ dưới đất nhưng Langston vẫn rất vui, ít nhất là vẫn có chỗ để về. Tiếp theo là lúc để tạo nên tiếng vang rồi. Langston tìm đến một trung tâm hỗ trợ doanh nhân tại địa phương và tìm được tài nguyên rất tốt ở đây. Hiểu biết tin tức, ông tìm hiểu được tình hình thị trường trên địa phương, sau đó lại tìm đến những người lập nghiệp thành công ở những lĩnh vực khác kiếm đây. Ông tới siêu thị mua một đống mì ăn liền, tổng cộng tiêu mất 11 USD. Sau đó đi vào nhà vệ sinh của siêu thị đánh răng rửa mặt ăn chút mì. Buổi tối đầu tiên vì muốn để dành tiền nên ông không ngủ trong khách sạn mà ngủ trên xe. Không ngờ tới 11 rưỡi đêm nhiệt độ hạ xuống còn âm 8 độ, hết cách chỉ đành bật chế độ sưởi ấm của xe lên. Ngày hôm sau bắt đầu kiếm tiền, không phải làm thuê mà là bán hàng thuê, bởi ông biết cả đời này ông chỉ là nhân viên bán hàng. Bước đầu tiên thì phải tìm chỗ bán đã. Ông lên mạng tìm thì thấy có người muốn mua lốp xe, thế là ông biết mình phải bán lốp xe rồi. Ông tới bãi rác tìm lốp xe, tìm thấy rất nhiều nhưng tất cả đều hỏng rồi. Rồi ông đổi tới nơi khác, tới một khu xưởng bỏ hoang ở thị trấn, bởi vì mọi người hay vứt rác ở đây, nhưng vẫn không có. Một ngày nữa lại kết thúc. Đêm nay Langston quyết định ở tại một khách sạn giá rẻ. Ông tìm khách sạn rẻ nhất trong trấn này, còn hỏi ông chủ có việc vặt gì cho ông làm không, nhưng không có. Ông đành phải bỏ ra 51 USD để ở lại. Được rồi, chỉ còn lại 37 đô thôi. Ngày thứ ba thôi, không tìm rác nữa, cái gấp trước mắt là tiền mặt. Ông tìm được một công việc part time, đó là bán đồ chơi cho chó. Langston rất vui mừng vì sở trường của ông là bán hàng ma. Ông đi tới công viên dành cho chó, ai ngờ rằng chẳng có người nào mua cả. Langston thất bại rồi. Sau chuyện đó ông nhận ra bản thân đã tự phản bội nguyên tắc của mình. Ông không tìm người mua trước mà là bán đồ trước. Trên thực tế thị trường không có nhu cầu này. Langston chỉ đành đổi việc, làm tình nguyện viên phát đồ ăn cho người lang thang. Lương thấp nhưng vì có đồ ăn nên ông đã đi làm. Bởi ông đói quá rồi. Sau khi làm xong, Langston nói một câu, thì ra cuộc đời ông thuận buồm xuôi gió như thế, mà ông không hề nhận ra rằng những điều này cũng đã cho ông nhiều động lực hơn nữa. Ông muốn qua lần này đem đến hy vọng cho những người luôn cố gắng. Đêm nay không có tiền thì lại ngủ ở xe vậy. Ngày thứ tư ông tìm thêm hai việc mới, một là quần áo, còn lại là dọn dẹp phòng. Vất vả suốt 2 ngày, xịt, sơn, lau sàn, lau gương, rửa nhà vệ sinh, đều là lao động tay chân, kiếm được 140 đô. Hai đêm đều ngủ trong xe rồi. Ngày thứ 6, Langston phát hiện ra một việc kinh doanh mới. Trên khắp thị trấn đều có quảng cáo của một vài chương trình. Ông nghĩ nếu mọi người đã quan tâm chương trình này như thế thì ngày đó nhất định sẽ bán được chút hàng. Thế là ông liền liên lạc với ông chủ trên biển quảng cáo, rồi đem hết số tiền đầu tư vào hàng, ra siêu thị mua một lượng lớn đồ kỷ niệm, bóng bay, cờ, mũ. Sau đó tới nơi tổ chức chương trình đem ra bán, quả nhiên là có người mua. Bận rộn mãi đến tận đêm, họ quyết định tới quán bar. Lợi dụng tâm lý người đông nên đã dũng cảm tiến vào đám đông bán hàng. Nếu có hai người mua thì sẽ có càng nhiều người hơn nữa. Lợi dụng tâm trạng mọi người đang vui vẻ, lúc vui hay uống say thì sẽ càng muốn tiêu tiền hơn nữa. Quả nhiên đã thành công, Langston kiếm được 414 USD. Nhưng Langston không vui lắm, bởi vì mục tiêu tuần đầu tiên của ông là 3.300 USD cơ. Thật không ngờ chỉ kiếm được có 1/8, đồng thời gặp phải phiền phức. Bởi vì liên tục ngủ trên xe, rồi ngày nào cũng làm việc mệt nhọc, cơ thể của Langston đã không thể chống đỡ nổi nữa. Ông đã 56 tuổi, sức lực cũng không bằng trước, hết cách lại phải vào bệnh viện. Tiền chữa bệnh bên Mỹ rất đắt, chỉ có kiểm tra một chút thôi. Sau đó nói rằng ông không sao, mà phải tiêu mất 250 đô. Tiền của ông lại chỉ còn 164 USD, vừa mới kiếm được ít tiền lại bay mất rồi. Nhưng Langston vẫn rất lạc quan, ông nói bỏ ra 250 đô để biết mình vẫn ổn. Ông cũng biết việc gấp trước mắt là phải tìm chỗ ở. Ông lại tiếp tục đi nhặt ve chai, tìm lốp xe. Cuối cùng đến ngày thứ 7, thứ 8, ông tìm được một bãi lốp bánh xe bỏ hoang, trong đó quả nhiên là có đồ xịn, một chiếc, hai chiếc, ba chiếc bánh xe thích hợp. Cuối cùng tìm được 5 cái, ông liên lạc với người mua, người ta loại ra 2 cái, những cái khác đều lấy. Langston ra giá 1.800 USD, nhưng người mua mặc cả súng còn 1.500, thành giao, thành công đầu tiên xuất hiện rồi, nhặt xác mà nhặt được 1.500 USD. Dựa vào hiểu biết và tìm tòi, tiếp theo là phải tìm phòng ở. Langston tính là sẽ bỏ ra 400 USD để thuê tìm được một căn, nhưng mà giường cũng không có. Mà không sao, thế là ông chỉ còn lại 794 USD. Dù phải ngủ dưới đất nhưng Langston vẫn rất vui, ít nhất là vẫn có chỗ để về. Tiếp theo là lúc để tạo nên tiếng vang rồi. Langston tìm đến một trung tâm hỗ trợ doanh nhân tại địa phương và tìm được tài nguyên rất tốt ở đây. Hiểu biết tin tức, ông tìm hiểu được tình hình thị trường trên địa phương, sau đó lại tìm đến những người lập nghiệp thành công ở những lĩnh vực khác kiếm đây. Ông tới siêu thị mua một đống mì ăn liền, tổng cộng tiêu mất 11 USD. Sau đó đi vào nhà vệ sinh của siêu thị đánh răng rửa mặt ăn chút mì. Buổi tối đầu tiên vì muốn để dành tiền nên ông không ngủ trong khách sạn mà ngủ trên xe. Không ngờ tới 11 rưỡi đêm nhiệt độ hạ xuống còn âm 8 độ, hết cách chỉ đành bật chế độ sưởi ấm của xe lên. Ngày hôm sau bắt đầu kiếm tiền, không phải làm thuê mà là bán hàng thuê, bởi ông biết cả đời này ông chỉ là nhân viên bán hàng. Bước đầu tiên thì phải tìm chỗ bán đã. Ông lên mạng tìm thì thấy có người muốn mua lốp xe, thế là ông biết mình phải bán lốp xe rồi. Ông tới bãi rác tìm lốp xe, tìm thấy rất nhiều nhưng tất cả đều hỏng rồi. Rồi ông đổi tới nơi khác, tới một khu xưởng bỏ hoang ở thị trấn, bởi vì mọi người hay vứt rác ở đây, nhưng vẫn không có. Một ngày nữa lại kết thúc. Đêm nay Langston quyết định ở tại một khách sạn giá rẻ. Ông tìm khách sạn rẻ nhất trong trấn này, còn hỏi ông chủ có việc vặt gì cho ông làm không, nhưng không có. Ông đành phải bỏ ra 51 USD để ở lại. Được rồi, chỉ còn lại 37 đô thôi. Ngày thứ ba thôi, không tìm rác nữa, cái gấp trước mắt là tiền mặt. Ông tìm được một công việc part time, đó là bán đồ chơi cho chó. Langston rất vui mừng vì sở trường của ông là bán hàng ma. Ông đi tới công viên dành cho chó, ai ngờ rằng chẳng có người nào mua cả. Langston thất bại rồi. Sau chuyện đó ông nhận ra bản thân đã tự phản bội nguyên tắc của mình. Ông không tìm người mua trước mà là bán
bán đồ trước. Trên thực tế thị trường không có nhu cầu này, Glanstones chỉ đành đổi việc làm tình nguyện viên phát đồ ăn cho người lang thang. Lương thấp nhưng vì có đồ ăn nên ông đã đi làm. Bởi ông đói quá rồi. Sau khi làm xong, Glanstones nói một câu: thì ra cuộc đời ông thuận buồm xuôi gió như thế, mà ông không hề nhận ra rằng những điều này cũng đã cho ông nhiều động lực hơn nữa. Ông muốn qua lần này đem đến hy vọng cho những người luôn cố gắng. Đêm nay không có tiền thì lại ngủ ở xe vậy. Ngày thứ tư ông tìm thêm hai việc mới, một là lọc quần áo, còn lại là dọn dẹp phòng. Vất vả suốt hai ngày, xịt, sơn, lau sàn, lau gương, rửa nhà vệ sinh, đều là lao động tay chân, kiếm được $140. Hai đêm đều ngủ trong xe rồi. Ngày thứ sáu, Glanstones phát hiện ra một việc kinh doanh mới. Trên các thị trấn đều có quảng cáo của một vài chương trình. Ông nghĩ nếu mọi người đã quan tâm chương trình này như thế, thì ngày đó nhất định sẽ bán được chút hàng. Thế là ông liền liên lạc với ông chủ trên biển quảng cáo, rồi đem hết số tiền đầu tư vào hàng, ra siêu thị mua một lượng lớn đồ kỷ niệm, bóng bay, cờ, mũ. Sau đó tới nơi tổ chức chương trình đem ra bán. Quả nhiên là có người mua. Bận rộn mãi đến tận đêm, họ quyết định tới quán bar. Lợi dụng tâm lý người đông nên đã dũng cảm tiến vào đám đông bán hàng. Nếu có hai người mua thì sẽ có càng nhiều người hơn nữa. Lợi dụng tâm trạng mọi người đang vui vẻ, lúc vui hay uống say thì sẽ càng muốn tiêu tiền hơn nữa. Quả nhiên đã thành công, Glanstones kiếm được $414, nhưng Glanstones không vui lắm, bởi vì mục tiêu tuần đầu tiên của ông là $3,300 cơ, thật không ngờ chỉ kiếm được có 1/8, đồng thời gặp phải phiền phức, bởi vì liên tục ngủ trên xe, rồi ngày nào cũng làm việc mệt nhọc, cơ thể của Glanstones đã không thể chống đỡ nổi nữa. Ông đã 56 tuổi, sức lực cũng không bằng trước, hết cách lại phải vào bệnh viện. Tiền chữa bệnh bên Mỹ rất đắt, chỉ có kiểm tra một chút thôi, sau đó nói rằng ông không sao, mà phải tiêu mất $250, tiền của ông lại chỉ còn $164, vừa mới kiếm được ít tiền lại bay mất rồi. Nhưng Glanstones vẫn rất lạc quan, ông nói bỏ ra $250 để biết mình vẫn ổn. Ông cũng biết việc gấp trước mắt là phải tìm chỗ ở. Ông lại tiếp tục đi nhặt ve chai, tìm lốp xe. Cuối cùng đến ngày thứ 7, thứ 8, ông tìm được một bãi lốp bánh xe bỏ hoang, trong đó quả nhiên là có đồ xịn, một chiếc, hai chiếc, ba chiếc bánh xe thích hợp. Cuối cùng tìm được 5 cái, ông liên lạc với người mua, người ta loại ra 2 cái, những cái khác đều lấy. Glanstones ra giá $1,800, nhưng người mua mặc cả súng còn $1,500. Thành giao, thành công đầu tiên xuất hiện rồi, nhặt rác mà nhặt được $1,500. Dựa vào hiểu biết và tìm tòi, tiếp theo là phải tìm phòng ở. Glanstones tính là sẽ bỏ ra $400 để thuê, tìm được một căn, nhưng mà giường cũng không có. Mà không sao, thế là ông chỉ còn lại $794. Dù phải ngủ dưới đất nhưng Glanstones vẫn rất vui, ít nhất là vẫn có chỗ để về. Tiếp theo là lúc để tạo nên tiếng vang rồi. Glanstones tìm đến một trung tâm hỗ trợ doanh nhân tại địa phương và tìm được tài nguyên rất tốt ở đây. Hiểu biết tin tức, ông tìm hiểu được tình hình thị trường trên địa phương, sau đó lại tìm đến những người lập nghiệp thành công ở những lĩnh vực